anh mới nhập khẩu sang họ nhà gà hay sao mà bới lung tung thế? Có 50 nút túi này, quay ra quay vào không biết là rơi đâu mất rồi. Thế đã ra quán cháo lòng Tư Béo hỏi chưa? Hay là sáng ra đấy tiêu hết rồi lại không nhớ? Có 100 thì tôi làm bát bún 20, nửa chai cuốc lủi với mời người anh em. Còn 50 về tôi vẫn còn cho bà cụ xem. Đầu năm đã mất tiền rồi, anh đúng là không được cái thể thống công danh gì cả. Sang năm mới mà chả thấy lộc lá gì cả, toàn thấy rơi và mất thôi. Đây, hôm mồng 1 Tết, em gà sống Thiến đang tuổi ăn tuổi chơi, ngây thơ là thế, tự nhiên lại lìa đời ra đi. Từ đó đến nay cũng chẳng khấm khá gì, buôn ngang lỗ dọc, không biết vì tại ai. Năm ngoái là đầu năm suôn sẻ ghê cơ mà, sao năm nay lại đen thế? Chắc là vận đen nó lại di cư sang nhà mình rồi. Mà quái nhỉ, không biết đôi dép của huyền thoại của tôi nó lại đâu rồi. Dép ơi, ba hồn bảy vía ở đâu mày về với tao? Tao đen lắm rồi đấy. Cũng đến lại anh thôi, dép đang cặp ở nách kia thì còn tìm cái gì? Ừ nhỉ, may quá. Ông mà mất mày thì chân ông bầu bạn với ai? Thôi, giờ anh làm cái gì thì làm đi. Em ra đồng xem thợ thuyền nó cày bừa xong chưa để mai còn cấy. Mình nghe tôi dặn đây, ra đường là phải nhìn trước ngó sau, thấy ê tô xe máy là phải chạy mo vào rìa. Mình đang vận đen, cẩn thận không lại có tên ở trên bia. Anh thối mồm nó vừa thôi. Vẫn thơm phương phức lại bảo thôi. Tí về tự nấu cơm nhá. Tôi là tôi đi ăn Tết lại đấy. Chú Giao chăm chỉ thế. Cụ sang chơi đấy à? Nhà con đi thăm đồng, con ở nhà quét dọn một chút, tí cô ấy về nấu nướng xong là oánh chén luôn. Cô chú xin lộc ở đâu mà mấy năm nay làm ăn phất thế? Ngày xưa là cũng nghèo tả nghèo tơi, giờ cũng có cơ ngơi đẹp rồi. Dạ, cũng nhờ trời nhờ Phật che chở, với lại vợ chồng con cũng cố gắng làm ăn có tính toán khoa học nên mới có ngày hôm nay. Tết vừa rồi giá mà thằng sò nhà tôi bảo chú xông nhà cho có phải tốt không? Lấy được cái vía của chú, khéo lại phất phần Phật ấy chứ. Thành công hay thất bại, đa phần cũng phải dựa vào năng lực của bản thân cụ ạ. Chú nói nghe cũng phải. Cô Ốc không làm sao thế? Chị đấy à? Em vừa đá phải cục tiền chị ạ. À, không biết là cái đứa vô duyên vô dạng nào nó lại làm rơi để em đá phải nữa. Đỏ thế còn kêu cái gì nữa? Chẳng bù cho nhà tôi, toàn rơi với cả mất thôi. Đúng là kẻ ăn không hết kẻ lần chẳng ra. Cái nghèo nó cứ bám mãi chẳng tha thân mình. Thế thì anh chị phải đổi vận đi. Biết đổi chắc thế nào? Ví dụ như là Tết đến thì phải tìm người hợp tuổi khấm khá mà xông nhà, ra riêng thì đi lễ bà lễ ông. Thôi bỏ mẹ rồi, chắc là tại nhà cái bác Hầu xông nhà đi mà. Hầu à? Hầu thì thường ở chỗ tối, đen là đúng rồi. Chú Sò đi đâu về mà mặt nặng mày nhẹ thế? Bác Hầu đi à? Em đi ăn cỗ trượt, đến người ta rửa bát bô nó mất rồi.
lại phải vác cái bụng rỗng về đây. Đèn thế. Đời có lúc đỏ lúc đen, đỏ mãi ai chơi. Nhưng mà không hiểu sao đầu năm nay em đen quá. Đen thùi lùi, đen như ó thui chứ. Đen bình thường thì chả nói làm gì. Thôi em về đây làm bát cơm nguội. Lát tôi qua chơi nhá. Vâng. Ôi lợn ơi, chị mất em rồi lợn ơi. Ôi lợn ơi, chị mất em rồi lợn ơi. Trời ơi, lợn ơi. Thế ơi, mày làm sao mà kêu oai oái như gà mái thế? Con lợn nhà con hôm qua nó còn chạy rõ nhanh. Hôm nay gian đã thấy nó bảo là mua hành cho tôi. Sống thì nuôi, mà đi thì cho lên thớt, làm sao phải kêu. Thế thì còn nói chuyện gì? Đầu năm đen thế. Mày phá à, thằng kia. Đèn thế. Vợ chồng chúng mày dính đen ở mồm mà. Đi chùi đi. Tại nhà cái bác Hồ cả đấy. Tại gì người ta? Thì tại bác ấy xông nhà nên vợ chồng mình mới bị thế đấy. Hồ ở chỗ tối làm gì chẳng đen. Khéo thế thật. Thấy bác ấy phúc hậu hiền lành, nhờ xông nhà, nhưng mà lại không để ý là có hợp tuổi hay không. Thành bại là tại nhân, đừng có đổ lỗi cho ai hết, mất lòng thảo của người ta. Chả tại bác ấy thì tại ai? Ví ở đâu mà đen thùi lùi thui lui. Cô Hến nói thế làm tôi buồn lòng quá. Đúng là làm phúc phải tội. Chú Sò có lời nhờ thì tôi giúp, giờ làm ăn không được lại đổ hết lên đầu tôi. Đúng là đời. Khéo em với bác là không hợp tuổi thật. Thế chú tuổi gì? Đấy, em tuổi Tuất, tuổi con chó đấy. Chó ấy, thì chỉ hợp với giềng thôi. Nhục chưa? Thành công hay thất bại là phải do bản thân mình, chứ đừng đổ thừa cho người khác để nghĩa tình nhạt phai.